Bây giờ khi mà cái trái đã có rồi, bông nhiều rồi, trái đậu nhiều rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta không quản lý nước và không quản lý được cái cơ đọt là Hoàng Anh nói với bà con chúng ta, nhiều khi còn cái chà không chứ cũng không còn, còn cái cuốn không chứ cũng không còn được cái trái như quý bà con. Và đó là một cái thực trạng mà bên vùng Đắk Nông người ta đang gặp phải. Anh Nghi có thể quay xuống dưới kia cho Hoàng Anh, cái trái tầm khoảng 50-60 ngày tuổi, hôm trước là nó lung linh hơn rất nhiều quý bà con. Cái cây bên phải nè anh Nghi. Dạ đó, bên trái, bên phải bên này. Đấy, cây ngai quang đang ngồi đó. Cái cây đó, rồi được rồi. Cái cây đó hôm bữa là nó bị rụng rồi tả tơi, giờ bây giờ giữ lại được cái cổ đó đó quý bà con. Lý do là đọt nó búng ra như giá luôn và vườn bị sai rất là nhiều phương pháp. Sau đó vườn mới được anh Tùng giới thiệu về cái cách mà chặn đọt của bên Willow Farm. Tại bà con biết sao không, khi mà cây nó đang mang trái mà bà con chúng ta để cho đi đọt, nó sẽ bị cạnh tranh dinh dưỡng, không chỉ nó rối loạn dinh dưỡng sinh lý ở bên trong mà nó còn dẫn tới cái việc mà cây nó sẽ dễ bị rụng trái. Mà thiệt sự hồi nãy chị chia sẻ là một cái cây mà nó tàn chi đồ nó ngon lành á, là một ngày như vậy á là rụng khoảng 10 trái, sáng hôm sau 5 giờ sáng giờ thức dậy là đem đi rổ, đi rụng, đi nhặt lại, gom lại. Thật sự là thấy rất là khổ. Thì bây giờ khi mà chị tiếp cận với giải pháp chặn đọt của Willow Farm thì Hoàng Anh mới bắt đầu là, thì chị bắt đầu yên tâm hơn. Và ngày hôm nay Hoàng Anh đến thì Hoàng Anh, khi Hoàng Anh chia sẻ với chị thì chị thấy là đúng là bây giờ là chị thấy cuộc đời nó cực kỳ đơn giản luôn em. Vậy thì bây giờ Hoàng Anh có 4 sản phẩm chặn đọt và chúng ta sẽ áp dụng nó như thế nào. Đây, một cái sản phẩm tên là mảnh lông nóc ao đọt nha quý bà con. Một cái sản phẩm tên là mảnh lông nóc ao đọt. Cái sản phẩm này nó là chạy trên nền hữu cơ, chặn đọt hữu cơ. Toàn bộ sản phẩm Willow Farm đang sử dụng là chặn đọt hữu cơ hết. Nên là khi quý bà con chúng ta xài là không có bị rụng lá, không bị đốt đọt. Đọt nó chỉ đứng lại thôi, đọt nó chỉ đen thụng tim thôi, chứ nó không có bị rớt cái đọt xuống nha bà con nha. Lá úp hoặc là lá già gì đó cũng không có bị rớt đọt. Vậy thì á, là sử dụng mảnh lông thì bà con trữ ở nhà giúp dù Hoàng Anh, tại vì cái này á, nó đọt mà nó đi một cái là hùa nhau đi dữ lắm, nên là chúng ta phải chủ động bộ chặn đọt thì phải giữ trữ ở nhà. Cụ thể là sao? Cụ thể là khi mà con chúng ta thấy cái cơ đọt này nè, cái cơ đọt mà khi mà là đang nuôi bông hoặc nuôi trái và nó vừa già, mà bà con thấy nó vừa già thì bà con chúng ta lo chúng ta đi phun mảnh lông trước đi. Tại vì cái sinh lý cây trồng mà khi mà cái đọt nó già thì bắt buộc là cái gì ạ? Bắt buộc là cái đỉnh đọt nó phải đi ha. Nên là bây giờ chúng ta phải chặn trước bằng cách nào? 1 lít mảnh lông bà con pha với 200 lít nước, bà con phun hết ở ngoài tán ngoài giúp giùm Hoàng Anh, phun xéo có lỡ trúng vô trái, trái nó tốt, cành nó lực lưỡng, cành nó cứng cáp hơn chứ không bị gì cả. Một chai 1 lít này pha với 200 lít nước giúp giùm Hoàng Anh, khi mà cái cơ đọt hiện hữu nó đang già thôi, nó chưa nhú cái phần cái đuôi tôm ra, chưa có cái sáng nó ẩn cái hạt mè lên là xử lý luôn. Còn nếu trong trường hợp bà con tiếp cận hơi trễ mà bà con thấy là nó hơi le le đó, giống như thế này, nó hơi le le như thế này, nó sáng nha, nó le và nó sáng, thì bà con chúng ta vẫn có thể dùng mảnh lông và cộng thêm giúp dùng Hoàng Anh một cái chai Up One Nano nữa ha, vẫn phun được và sử dụng thêm một chai Up One Nano nữa, là coi như là sao quý bà con, là coi như là cái việc chặn đọt của chúng ta rất là hiệu quả khúc này luôn. Up One nó là chất ức chế sinh trưởng gibberellin acid nên nó sẽ không có hình thành cơ chế ngọn, và vì thế chúng ta bổ sung vào trong mảnh lông luôn. Một chai này chúng ta cộng hai chai này với nhau và cộng với 200 lít nước, nó vẫn đạt được hiệu quả là đứng đọt, không đốt đọt, không trái đọt, không gây rụng lá già, không gây rụng lá non luôn hả bà con. Mà lúc này chưa có lá non đâu. Vậy thì tiến tới cái vụ lá non này, bà con thấy khúc này mới nguy hiểm nè. Ở bên cái này là có cái lá non đang mở, thằng anh chia sẻ luôn với bà con hình dung. Cái cây này hôm bữa là nó bị cạnh tranh dinh dưỡng giữa trái với đọt nhập nhằn như lắm, và chị sử dụng cái giải pháp khi lúc đó thì nó vừa có lá non. Lúc đó là nó vừa có lá non. Để thằng anh kiếm cái cơ đọt đây nè. Lúc đó là nó vừa có cái lá non luôn, chứ không phải là lá đang đứng như vậy đâu nha bà con nha. Lúc đó là nó vừa có lá non, rồi nó vừa có cái đọt đuôi tôm đang đi, và nó đi luôn cả mấy cái thằng ông thần linh ở trong cái nách này nè. Nên là bây giờ là chị cần có một giải pháp để mà nó mạnh hơn, thì chị kết hợp hai cái sản phẩm đó là già lá rất nhanh. Nói chung là khi mà cơ đọt đang búng nhiều và có lá non thì bà con chúng ta sử dụng Thiên Hương Nano Xanh cộng với già lá rất nhanh CR7 nha. Hai sản phẩm này Hằng Anh cũng bổ sung vô trong cái bộ làm bông luôn. Tại vì mưa gió thất thường quá mình không biết.
là khi mà cái đọt vừa đang có đuôi tôm, vừa có cái lá đang chuẩn bị mở hoặc đã mở rồi, và nó sẽ là giai đoạn cạnh tranh quyết liệt nhất với cái việc mà dinh dưỡng cho tập trung cho trái. Nên bà con cộng hai cái sản phẩm này với nhau và cộng vào 200 lít nước, bà con chúng ta phun vào phía bên ngoài, phun tán ngoài thôi, không tốn bao nhiêu nước cả nha. Và bà con chúng ta 3 ngày sau bà con quan sát, bà con sẽ thấy cái lá nha. Chẳng hạn như cái lá này á, chẳng hạn như cái lá này nếu mà nó có mở ra, nếu mà nó có mở ra nha là nó già luôn. Giống như cái lá nhỏ hồi nãy đây này, nó mở ra rồi nó già luôn nè. Đáng lẽ là chưa thu chu trình sinh trưởng nó lỡ ra xong nó phải bự lên đúng không? Còn cái này nó nở ra và nó già luôn. Và cái đầu đọt nó đứng luôn. Cái đầu đọt nó đứng te luôn, đứng thẳng lại luôn, nó đen thui lại luôn, nó không có dấu hiệu đi nữa. À bà con ha, là hôm qua giờ là Hoàng Anh được chia sẻ rất là nhiều về các ứng dụng sản phẩm của các anh chị rồi. Nên là Hoàng Anh thấy là quý bà con chúng ta áp dụng vô thì nó sẽ cực kỳ hiệu quả quý bà con. Nè, nó ra. Cái này giống như cái này là cái đọt này ha. Đây Hoàng Anh bứt cái đọt này đi. Không, đừng bứt tội nghiệp người ta. Đây nè, cameraman chịu khó xíu nha. Cái cơ đọt này, khi mà bà con chúng ta phun cái bộ già lá là thằng già lá rất nhanh CR7 cộng với thiên hương nano xanh vô là bắt đầu nó đen lại, cái đỉnh đọt thì nó đen lại, nó thun lại. Cái lá này nếu mà nó đang cơ chế mà mở mạnh quá thì khi nó mở ra thì nó sẽ làm già lá luôn và nó giảm thiểu sự cạnh tranh một cách tối đa luôn quý bà con. Bà con thấy nó hay chưa? Và khi mà cái thằng già lá rất nhanh vào nó làm thành cái diệp lục tố nó màu xanh như vậy thì cái cặp lá này vô tình lại trở thành một cái cặp lá để mà tiếp tục quang hợp và nuôi trái. Và vườn của mình, vườn của chị đứng hẳn cái việc mà rụng trái luôn quý bà con. Đứng hẳn, đứng đơ luôn. Đứng một cách một hiệu quả luôn quý bà con. Vì thế bà con chúng ta lưu ý ha, những cái sản phẩm liên quan tới chặn đọt, liên quan tới nấm khuẩn đà là trong quá trình khi làm bông bà con chúng ta cứ trữ trước giùm Hoàng Anh. Và Hoàng Anh hứa với quý bà con chúng ta là không áp dụng nha. Hoàng Anh không áp dụng nè. Sử dụng sản phẩm này vô là không trái đọt, không đốt đọt, không rụng lá đang e ấp, không rụng lá già nha, không rụng lá mới mà chỉ làm già lá. Đọt đứng yên ở đó, đọt đen lại, không đỏ nữa, đứng yên ở đó chứ không rụng, không riết, không cái gì hết nha quý bà con nha. Nên quý bà con chúng ta sẽ thấy được chúng ta giữ được cái bộ lá này, chúng ta tăng cường thêm cái bộ lá để mà quang hợp, để nuôi những cái cây của chúng ta. Nó hiệu quả như vậy, được trăm loại như vậy đó. Còn nếu mà chúng ta đốt đọt nè, có vườn này chị đã sử dụng nhiều phương pháp chặn đọt lắm rồi đó. Đây chị đốt. Chị đốt đọt trơ hết trơn luôn. Có một số cây chị kỹ, chị nói đốt đọt. Đã cái cơ đọt của mình nó mỏng, nó ít rồi mà chị còn đi đốt cái nữa là coi như là muốn rụng tim luôn quý bà con. Anh quý bà con ha, phương pháp chặn đọt hữu cơ, không đốt đọt, không cháy lá, không rụng lá, không làm suy cây mẹ, không làm nứt thân xì mũ cây mẹ là Hoàng Anh có. Cái quan trọng là bà con chúng ta phải trữ ở nhà giúp dùm Hoàng Anh, tại vì sản phẩm Hoàng Anh không có bỏ xuống đại lý, để đảm bảo là bà con chúng ta nhận đúng hàng, chúng ta nhận đúng cái giá trị sản phẩm, sử dụng sản phẩm theo cái sự hướng dẫn của các anh em kỹ thuật và chuyên viên của Willow Farm để đạt được cái hiệu quả tối đa. Còn nếu quý bà con chúng ta cần làm bông nuôi trái cho sầu riêng bất cứ khu vực nào từ Tây Nguyên đổ vào, từ Đắk Lắk, Đắk Nông đổ vào thì biết bà con chúng ta cứ ới Willow Farm, các anh em sẽ kết nối với bà con. Nếu mà Hoàng Anh chưa tới được, các anh em chưa tới được thì sẽ kết nối nè. Rất nhiều phương tiện, nào là Zalo, nào là video call, audio, rồi vân vân. Chúng ta gửi hình qua, chúng ta lập một cái thông tin chung, cổng thông tin chung và chúng ta cùng nhau gọi là đồng hành cùng với vườn của mình. Nhá, đừng có thấy xa rồi nói Hoàng Anh nó không lo, đừng có thấy xa rồi nghĩ không tới đâu. Thì đây cái đó là bà con sẽ đánh mất cái cơ hội để giúp cho mình có một cái giải pháp chặn đọt hiệu quả. Nãy chị chia sẻ mấy cái khúc mấy đó, chị đang chia sẻ ở phía dưới kia đó, chị Hà đó. Chị Hà chủ vườn đó quý bà con. Đúng quý bà con chúng ta ha, có một cái giải pháp tuyệt vời như thế. Vậy tóm lại là chúng ta chặn đọt thì chúng ta sẽ có là mảnh lông nấu ao đọt nè. Mảnh lông nấu ao đọt Úp One Nano. Đây Hằng Anh lấy lại quý bà con chúng ta nhìn cho đúng sản phẩm thôi. Chúng ta lại ta tưởng là nó giống nhau, thực sự ra là mỗi người làm sản phẩm thì ta tự biết nha. Nè, bộ 1 có là Úp One Nano với lại mảnh lông nấu ao đọt. Bộ thứ 2 khi có lá mở đọt đang đuôi tôm, hai cái đồng hành với nhau thì thiên hương nano xanh và già lá rất nhanh CR7 nha quý bà con nha. Ok hen. Và cần gì thì ới anh em Willow Farm, ở dưới mỗi cái đít chai như thế này đều có thông tin để kết nối, ở trên bao bì chai đều có thông tin để kết nối bà con chúng ta ha. Tự tin lên, hãy gọi đúng không, kết nối đúng nha. Chứ đừng có kết nối sai vị trí, gửi hàng tầm bậy tầm ba về là coi như tiêu cái vườn mình luôn ấy nhá. Ok ha.